phụ diễn cho Trấn Thành và gia thế thực sự của diễn viên hài Anh Đức. Anh từng không có ý định theo đuổi con đường nghệ thuật. Anh Đức sinh năm 1987 và là một nghệ sĩ đa tài của làng giải trí trong nước. Vài năm trở lại đây, anh phủ sóng dày đặc trong các game show truyền hình với nhiều vai trò khác nhau, đồng thời còn tham gia đóng phim điện ảnh, đóng kịch, viết kịch bản, sản xuất chương trình. Ít ai biết được rằng trước khi nổi tiếng, anh Đức từng không có ý định theo đuổi con đường nghệ thuật. Cụ thể, từ năm học cấp 2, anh Đức đã chơi thân với Trấn Thành và cả hai thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường lớp. Đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Trấn Thành quyết định thi vào trường sân khấu điện ảnh và được chính anh Đức phụ diễn. Do lớn lên trong gia đình có bố mẹ là công nhân viên chức, anh Đức đã theo định hướng của người thân để thi tuyển vào ngành công an. Khi thi trượt vào trường bố mẹ mong muốn, anh Đức quyết tâm rèn luyện thêm để năm sau thi lại. Trong quá trình ôn thi, anh Đức được Trấn Thành khuyến khích thử sức với ngành học giống anh. Mất một thời gian suy nghĩ, anh Đức mới nộp hồ sơ vào khoa diễn viên. Trong ngày thi năng khiếu, anh được Trấn Thành hỗ trợ để thể hiện tiểu phẩm. Và chính ngoại hình đen gầy, nụ cười duyên cùng cách diễn xuất tự nhiên đã giúp cho anh Đức chinh phục thầy giáo chấm thi và đạt được điểm 10 trọn vẹn. Lúc thông báo với gia đình sẽ theo học trường sân khấu điện ảnh, anh Đức không bị bố mẹ cấm cản, nhưng nhận được lời dặn dò rằng đã chọn thì phải theo tới cùng, đừng phải để bản thân sau này phải khổ. Thời điểm gia nhập làng giải trí, anh Đức chọn hướng đi chậm rãi để tìm kiếm cơ hội, còn Trấn Thành đẩy mạnh tên tuổi với rất nhiều hoạt động khác nhau. Nhận xét về người bạn hơn 20 năm, Trấn Thành từng cho biết anh Đức là người hiền lành, hơi nhút nhát nhưng đầy tài năng. Còn về phía nam nghệ sĩ 8X, anh không ngại bị so sánh hay nhận đánh giá nổi tiếng chậm hơn bản thân. Hiện tại, anh Đức vẫn đang duy trì đam mê nghệ thuật. Song song với công việc thuận lợi, anh Đức cũng thừa nhận đang chuẩn bị kết hôn với bạn gái kém 4 tuổi. Được biết, vợ sắp cưới của anh Đức tên là Uyên Tô, sinh năm 1991, kém nam diễn viên 4 tuổi. Uyên Tô hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng cô cũng là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Tình bạn anh Đức và Trấn Thành. Trấn Thành và anh Đức là bạn thân từ thời trung học. Họ học chung từ lớp 7 đến cấp 3. Tình bạn của hai người đã bắt đầu từ việc có chung niềm đam mê nghệ thuật. Những năm tháng tươi đẹp ấy, họ thường xuyên tập diễn, tập lên kịch bản cho những vở kịch. Và những tác phẩm thuở thiếu thời được rất nhiều bạn trẻ, thầy cô trong trường yêu thích. Trấn Thành là người thuyết phục anh Đức theo học diễn viên. Kể từ đó họ tiếp tục là bạn, là đồng môn của nhau. Sau khi cùng tốt nghiệp khóa 206-209 khoa diễn viên trường sân khấu điện ảnh, cả hai đã thành lập nhóm hài Trấn Thành Anh Đức. Từ đó bắt đầu tham gia biểu diễn chuyên nghiệp. Bước chân vào showbiz, cặp đôi Trấn Thành Anh Đức được công chúng yêu mến bởi sự kết hợp tung hứng ăn ý. Trên sân khấu và cả ngoài đời, Trấn Thành ghi điểm bởi sự hoạt ngôn, rộn ràng, đầy vui tươi. Còn Anh Đức thì ít nói, ngờ nghịch. Nhưng chính vì sự trái ngược đó, cả hai đã bù trừ cho nhau. Cùng với lối diễn tự nhiên gần gũi, họ đã tạo nên chất hài riêng. Chất hài Trấn Thành Anh Đức không thể lẫn vào đâu được. Sự chuyên nghiệp, lối diễn thông minh của cả hai đã tạo được dấu ấn riêng trong làng giải trí lúc bấy giờ. Các tác phẩm đã làm nên tên tuổi của họ có thể kể đến: Chuyện tình Ba Đù, Giải Hạn, Cây Cầu Dừa, Vỡ Trận Rồi. Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi có hay không tình bạn thân thiết trong showbiz, cả anh Đức và Trấn Thành đều trả lời, tình bạn chân thật luôn tồn tại không chỉ trong showbiz mà bất cứ một ngành nghề nào khác cũng vậy. Tình bạn của chúng tôi là một trong số những ví dụ về tình bạn trong showbiz.
mối quan hệ giữa anh Đức và Hiền Hồ. Theo anh Đức, anh phải chân thành thân thiết từ khi cả hai còn chưa thực sự nổi tiếng, nên mọi chuyện tình cảm cả hai đều tâm sự với nhau. Sau này khi nổi tiếng, mỗi người đều có công việc riêng, bận bịu nên thời gian không còn trùng khớp nhau nữa. Do đó, chuyện tâm sự chia sẻ cũng ít đi. Trấn Thành cũng thắc mắc, không biết tình hình của tôi ra sao. Bởi vậy, Trấn Thành mới hay gã bán tôi trên truyền hình, để nhắc tôi rằng cậu ấy vẫn quan tâm đến tôi, đồng thời qua đó kiếm mối cho tôi. Mỗi lần gặp, Trấn Thành đều hỏi tôi yêu ai chưa, nhưng tôi không tiết lộ. Thế nên cậu ấy tưởng tôi vẫn ế nên mới mai mối cho tôi. Nam diễn viên cho biết, anh thừa nhận bản thân lo lắng khi bị Trấn Thành gã bán nhiều, bởi điều đó sẽ khiến mọi người nghĩ anh là loại người không tốt nên mới ế ẩm, hoặc nhiều mối quá nên không chọn được ai. Đặc biệt từ khi Trấn Thành mai mối cho anh Đức, nam diễn viên đã nhận được rất nhiều tin nhắn làm quen từ người lạ, nhưng anh đều từ chối làm quen. Anh Đức nhìn nhận, Hiền Hồ là người xinh đẹp dễ thương, nhưng anh lại là người hay ngại và nhát trong chuyện tình cảm. Khi mới gặp Hiền Hồ, anh ngại đến run lẩy bẩy đỏ mặt. Sau khi được Trấn Thành mai mối với Hiền Hồ, cả hai cũng hẹn nhau đi ăn xem phim, nhưng xong ai về nhà nấy và chỉ dừng lại ở đó. Nam diễn viên khẳng định mình và giọng ca có như không có, chỉ là bạn. Thậm chí lúc ngồi xem phim, tôi còn không ngồi cạnh Hiền Hồ vì tôn trọng cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy khỏi sự soi mói của mọi người. Anh Đức tâm sự.